thưa quý vị khán giả, đau nhức xương khớp thường xảy ra ở người lớn tuổi với nguyên nhân là do xương khớp bị lão hóa theo thời gian. Tuy nhiên, hiện nay không chỉ có người lớn tuổi mà tình trạng đau nhức xương khớp ở người trẻ cũng đang có chiều hướng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như là thói quen sinh hoạt thường xuyên, ngồi sai tư thế, ít vận động hay do đặc thù công việc phải lao động nặng nhọc. Và để giúp quý vị có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này, hãy Vân xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngay sau đây nhé. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sụn khớp bị tổn thương, gây nên tình trạng viêm đau khớp, thoái hóa khớp, phổ biến là do thói quen sinh hoạt không hợp lý, dẫn đến lão hóa sớm sau 30 tuổi, đồng thời cơ thể xuất hiện các phản ứng viêm hình thành, nên các cytokine và enzyme cũng tham gia vào sự phá hủy sụn khớp và xương dưới sụn. Đây là bệnh mãn tính chủ yếu xảy ra ở người trung niên và người có tuổi, nhưng vẫn có thể xảy ra ở người trẻ thi đấu thể thao chuyên nghiệp thường xuyên và dính chấn thương dai dẳng. Số liệu nghiên cứu bước đầu từ nhóm nghiên cứu của chuyên gia Hồ Phạm Thục Lan về các bệnh cơ xương khớp thường gặp tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy ở người trên 40 tuổi, tần suất chung của thoái hóa khớp là 66%, những vị trí thường gặp nhất là cột sống thắt lưng 43% và khớp gối 35%. Hiện nay tỷ lệ người cao tuổi trong dân số nước ta đã lên đến 7% và sẽ còn gia tăng nhanh trong tương lai. So với một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á có tuổi thọ dân số cao như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, vấn đề y tế, hành vi và thói quen sử dụng các thực phẩm thuốc cho sức khỏe của người dân Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chúng ta hãy cùng chào đón bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Phạm Thục Lan, là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hoàng Vĩnh, xin kính chào quý vị khán giả. Bác sĩ thân mến, có rất nhiều nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng đó chính là sụn khớp của chúng ta bị tổn thương, từ đó gây ra nguyên nhân đó chính là viêm đau khớp. Phổ biến nhất là khi còn trẻ mà chúng ta vận động không hợp lý, thì khi lớn tuổi chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng là thoái hóa rất là sớm. Thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này ạ? Trước tiên hết chúng ta phải kể tới những cái yếu tố như là di truyền, như là độ tuổi, giới tính nữ và béo phì. Và ngoài ra thì không thể nào mình không nhắc tới đó là vận động, hoạt động không đúng cách. Và có thể là do nghề nghiệp, cũng có thể là do các cái hoạt động thể thao. Có một điều đó chính là tại sao cái việc điều trị mà các căn bệnh về xương khớp nó lại tốn thời gian và nó khó khăn hơn ạ? Bệnh thoái hóa khớp của chúng ta nó là một cái bệnh mãn tính. Cho tới hiện nay chúng ta cũng chưa có một cái loại thuốc nào có thể trị dứt hẳn được cái bệnh thoái hóa khớp. Mà nó chỉ có một loạt các cái biện pháp để có thể chậm cái tiến triển của bệnh. Và như vậy thì cái biện pháp này phải thực hiện suốt từ lúc bắt đầu khởi phát bệnh cho tới khi cuối đời, đó là vật lý trị liệu, giảm cân. Còn ngoài ra còn tới cái vấn đề thuốc, các cái thuốc giảm đau phải được cái sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Nhưng mà trong thực tế của chúng ta thì chúng ta thấy nó sẽ có cái tình trạng lưu hành rất là nhiều cái thuốc, đa số nó lại có một cái thành phần mà rất là hại cho cái cơ xương khớp, đó là cái corticoid. Mà quen thuộc với cái tên của chúng ta là dexamethasone. Thì khi mà sử dụng các cái thuốc này thì có thể nó làm cho bệnh nhân giảm đau tạm thời. Nhưng mà thuốc, cái tác dụng phụ của thuốc thì nó lại trực tiếp tác hại, làm tổn thương nặng thêm của cái bệnh lý thoái hóa khớp. Và đồng thời nó còn gây một loạt cái tác dụng phụ toàn thân nữa. Chúng ta cần có cái chế độ ăn uống cũng như là tập luyện như thế nào được coi là phù hợp ạ? Những cái bài tập của mình nó phải vừa mạnh khối cơ mà nó lại phải tránh cái lực tác động mạnh lên trên khớp. Bên cạnh đó thì cái chế độ dinh dưỡng phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải không được để cho bệnh nhân tăng cân mà vẫn cung cấp đầy đủ các cái chất protein, carbohydrate để có thể tổng hợp được cái sụn của chúng ta. Và ngoài ra nó còn thêm một cái yêu cầu là chúng ta sẽ chọn những cái thực phẩm nào mà có đặc điểm kháng viêm. Đầu tiên hết là các loại thực phẩm có omega 3, trong đó là gồm có những thực phẩm quen thuộc với chúng ta như là cá biển, trong đó như cá hồi, cá trích, cá mòi, hoặc là những cái dầu thực vật đứng đầu đó là dầu ô liu. Tổn thương chính trong cái bệnh lý thoái hóa khớp đó chính là sự hao mòn sụn. Vậy thì không biết là có cái thực phẩm nào giúp cung cấp được chất sụn không ạ? Thì mình biết là trong sụn của mình, bên cạnh cái tế bào sụn, nó còn một cái thành phần chính là chất nền. Thì nó bao gồm có hai thành tố. Thứ nhất đó là proteoglycan và collagen.
Theoglycan thì nó gồm có protein được kết hợp với lại một loạt chất glycosaminoglycan. Một trong những cái yếu tố chính của glycosaminoglycan này nó làm rất là quen thuộc với chúng ta, đó là chondroitin sulfat. Cơ thể của mình sẽ sử dụng protein, acid amin và carbon hydrate là những cái thành tố quan trọng để tổng hợp ra cái proteoglycan và collagen này. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung được, mình ăn cái thức ăn có giàu cái thành phần sụn, nó cũng sẽ được phân hủy thành protein và carbon hydrate, sau đó nó hấp thu lại và cơ thể mình sẽ sử dụng những cái chất này để tổng hợp ra các cái thành phần chính của sụn của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Xin chào các bạn, tôi là Makoto Kishimoto. Tôi là tổng giám đốc của FT Pharma, công ty con của tập đoàn dược phẩm JDA Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi rất vui khi hôm nay có cơ hội chia sẻ với các bạn cách người Nhật bảo vệ và phòng ngừa sớm các bệnh về sụn khớp. Người dân Nhật, đặc biệt là người lớn tuổi, rất quan tâm vấn đề sức khỏe của bản thân. Họ luôn chú trọng dinh dưỡng và tập luyện hợp lý tùy thuộc vào thể trạng của sức khỏe hiện tại của cơ thể. Khám sức khỏe định kỳ cũng là một hoạt động được người Nhật thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, nhiều người ở Nhật thường hay mua những thực phẩm hỗ trợ sức khỏe có chứa chondroitin sulfat. Chondroitin sulfat được biết đến rộng rãi như một thành phần để chăm sóc khớp. Chondroitin sulfat là một thành phần có nhiều trong sụn động vật và cá, cũng có nhiều trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt hỗ trợ sự linh hoạt của khớp. Tập đoàn dược phẩm JDA Nhật Bản cũng là một tập đoàn có uy tín trong việc điều chế các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm bổ sung chondroitin sulfat, trong đó phải kể đến Chondro Support mà chúng tôi đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn người Việt Nam có thể trải nghiệm những sản phẩm chất lượng tốt nhất của chúng tôi, từ đó giúp cơ thể của các bạn luôn mạnh khỏe và có một cuộc sống tràn đầy năng lượng.